Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 4 tháng 9 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Như quý vị và các bạn cũng đã biết thì giá vàng trên thị trường thế giới đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này bằng một phiên tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 0,85%. Giao dịch quanh mức 1.711,67 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày trước giờ đóng cửa phiên này, mức thấp nhất là 1.694,91 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.717,86 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ khép lại tuần này bằng một phiên giảm nhẹ, tuy nhiên vẫn neo ở mức cao 109,609 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin hiện tại giao dịch quanh ngưỡng 19.800 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm khép lại tuần giao dịch bằng một phiên giảm với tỷ lệ giảm là gần 2%, hiện tại đang đứng ở mức 3,193% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô tăng nhẹ và giao dịch ở mức 87,055 đô la Mỹ trên một thùng trước khi đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Các chuyên gia cho rằng thị trường vàng đang khá bấp bênh và mức hỗ trợ 1.700 đô la Mỹ trên một ounce có thể sẽ được kiểm tra vào tuần tới. Vì có rất ít niềm tin vào sự tăng giá trên thị trường khi mà đồng bạc xanh vẫn duy trì ở mức cao nhất hai thập kỷ. Darren Newsom, chủ tịch của Darren Newsom Analysis cho biết, ông vẫn lạc quan rằng thị trường vàng có thể thu hút một số nhà đầu tư đang tìm kiếm giá thấp và thoát khỏi mức hỗ trợ quanh 1.700 đô la Mỹ trên một ounce trong tuần tới. Tuy nhiên thì ông nói thêm rằng triển vọng chung và dài hạn có vẻ ảm đạm. Ông Newsom cho rằng đồng bạc xanh quá cao và một số hoạt động chốt lời có thể hỗ trợ vàng trong ngắn hạn. Nhưng bạn không thể bỏ qua thực tế là các nhà đầu tư vẫn muốn sở hữu đồng bạc xanh bởi vì họ xem nó là tài sản an toàn nhất hiện tại. Ông nói thêm rằng cuối cùng vàng đang bị mắc kẹt, các nhà đầu tư vàng sẽ chủ yếu đứng ngoài lề cho đến khi thấy điều gì đó gây bất ổn cho xu hướng tăng giá của đồng bạc xanh. Trong tuần này thì trong số các chuyên gia tham gia cuộc khảo sát vàng của Kiko News thì có 41% lạc quan về vàng trong tuần tới. 35% dự báo giá vàng sẽ giảm, 24% trung lập với kim loại quý này. Trong khi đó thì trong số các nhà đầu tư bán lẻ tham gia các cuộc thăm dò trực tuyến trên Mintit thì có 38% dự báo giá vàng sẽ tăng giá, 46% dự đoán sẽ giảm, 17% cho rằng đi ngang. Theo giám đốc điều hành Mark Chandler tại ban đốc buôn Global Forex cho rằng vàng đang hoạt động giống như một tài sản rủi ro hơn là một nơi trú ẩn an toàn và chống lại lạm phát. Ông nói rằng mức 1.740 đô la Mỹ trên một ounce vẫn là mức kháng cự gần nhất mà ông đang theo dõi. Tuy nhiên thì một số nhà phân tích lạc quan hơn một chút về vàng trong ngắn hạn. Theo chiến lược gia thị trường Colin Szyszynski tại SIA World Management dự báo, các quyết định chính sách tiền tệ từ Ngân hàng Trung ương Canada hay còn gọi là BOC và Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB có thể tác động đến đồng đô la Mỹ trong tuần tới. Thị trường dự đoán BOC có thể tăng lãi suất thêm 50 điểm hoặc là 75 điểm cơ bản, trong khi ở châu Âu, khả năng ECB tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản ngày càng lớn hơn. Theo chủ tịch Asian Day của Asian Day Asset Management nói rằng, ông dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới vì đồng euro có thể tăng giá so với đồng đô la Mỹ và khả năng vàng bị bán tháo dưới 1.700 đô la Mỹ trên một ounce là không lớn. Về dài hạn thì ông Asian Day nói thêm rằng vàng sẽ lấy lại sức mạnh khi mà các nhà đầu tư nhận ra rằng các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới sẽ không thể đạt được mục tiêu giảm lạm phát. Và ông cũng nói thêm rằng vàng sẽ được hưởng lợi vì thị trường sẽ bắt đầu hiểu rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và ECB không thể làm giảm lạm phát xuống mức mục tiêu của họ mà không gây ra suy thoái kinh tế nghiêm trọng. Về khả năng giảm, các nhà phân tích lưu ý rằng giá vàng đang dao động không ổn định. Nếu giá vàng giảm xuống dưới 1.685 đô la Mỹ trên một ounce, đó có thể là tín hiệu kết thúc chu kỳ tăng giá kéo dài nhiều năm của nó. Với mức giá hiện tại là 1.711 đô la Mỹ trên một ounce trên thị trường vàng thế giới, tương đương khoảng 48,7 triệu đồng trên lượng sau khi quy đổi theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank. Như vậy là chênh lệch giữa giá vàng thế giới và vàng trong nước hiện tại đang rơi vào khoảng gần 18 triệu đồng trên một lượng. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung với thời điểm này, giá vàng miếng SJC trong nước cũng như là vàng nhẫn bột số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác đều không có sự điều chỉnh về giá quý vị và các bạn nhé. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng,
mua vào 6.570.000, bán ra 6.670.000. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên một lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.570.000, bán ra 6.672.000. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.570.000, bán ra 6.650.000. PNG Hà Nội mua vào 6.575.000, bán ra 6.660.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.570.000, bán ra 6.650.000. Doji Hà Nội mua vào 6.575.000, bán ra 6.655.000. Phú Quý SJC mua vào 6.570.000, bán ra 6.660.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.576.000, bán ra 6.654.000. Giảm 60.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Hay là giảm 6.000 tại chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi. Mi Hồng SJC mua vào 6.610.000, bán ra 6.660.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.540.000, bán ra 6.640.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.550.000, bán ra 6.650.000. Ngân hàng Tây Bank Gold vào 6.575.000, bán ra 6.655.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.585.000, bán ra 6.667.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh, thành phố khác. Thời điểm này thì giá vàng SJC một số tỉnh, thành phố khác cũng không có điều chỉnh về giá. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn đang dao động trong khoảng 1 triệu cho đến 1.020.000 đồng trên một lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.570.000, bán ra 6.672.000. SJC Huế mua vào 6.567.000, bán ra 6.673.000. STC Bình Phước vào 6.568.000, bán ra 6.672.000. STC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.570.000, bán ra 6.670.000. STC Long Xuyên vào 6.572.000, bán ra 6.675.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.570.000, bán ra 6.672.000. STC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.568.000, bán ra 6.672.000. Cuối cùng là giá nhận một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì cũng không có điều chỉnh về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận một số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.100.000, bán ra 5.190.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.090.000, bán ra 5.150.000. Vàng 24K mua vào 4.969.000, bán ra 5.099.000. Vàng 18K mua vào 3.677.9000, bán ra 3.877.9000. Vàng 14K mua vào 2.817.8000, bán ra 3.017.8000. Vàng 10K mua vào 1.962.8000, bán ra 2.162.8000. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn ở quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.